Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chân vịt nhúng, còn gọi là chân vịt xếp ly. Đi kèm với bộ sản phẩm là có ốc chuyên dụng dùng để siết trụ kim. Bên đây các bạn thấy là có ốc giữ trụ kim, còn bên này là ốc giữ kim. Chúng ta sẽ tháo chân vịt và tháo ốc trụ kim. Lưu ý, khi gắn ốc giữ trụ kim, chúng ta quay phần bạc đạn vào thân máy. Sau khi gắn ốc giữ kim, chúng ta sẽ tiếp tục gắn bộ chân vịt, cuối cùng chúng ta mới gắn kim. Chúng ta siết ốc trụ chân vịt lại, tiến hành lắp kim và siết ốc lại. Phần vải chính các bạn muốn may, các bạn để phía dưới chân vịt. Phần vải phụ mà chúng ta nhúng trên bề mặt, chúng ta sẽ để phần trên. Đưa vào, rồi luồn xuống rãnh này. Đây là loại nhúng khích và đây là loại nhúng chúng ta chỉnh thưa ra đối với vải thun, và vải này là vải KT. Sử dụng cái ốc này để chỉnh độ thưa và khích của nhúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.